cái chương trình ngày hôm nay. Thì xin trân trọng gửi đến quý bà con nuôi tôm cùng quý đại lý có mặt trong buổi hội thảo ngày hôm nay lời chào trân trọng nhất. Lần đầu tiên thì cho Tiến xin tự giới thiệu người đứng mà ở đây mặc áo màu xanh đẹp trai, tên là Nguyễn Văn Thí. Cái tên đó là hiện tại là giám đốc của công ty thủy sản Tâm Việt. Thì cùng hiện diện hôm nay thì có chị đẹp là nhà phân phối Phùng Đẹp ở bên Thành Phú, và cùng anh cũng có mặt ở thị trường Bắc Hòa này cũng đã được là 3-4 năm nay, là cũng được gắn liền, cũng gắn với bà con, gắn kết với bà con rất là nhiều. Thì mình cũng được tham gia những cái tham gia những cái buổi hội thảo lớn. Thì hôm nay thì đích thân công ty Tâm Việt sẽ xuống đây để cùng gần gũi với bà con, để trao đổi với nhau về những cái tình hình nuôi tôm, những cái giải pháp mới để mình cùng với nhau là trong những vụ mùa tới nuôi tôm càng thành công hơn. Xin bà con được thành lập năm 2011 trong bối cảnh là nuôi tôm là bắt đầu thành năm 2011 là bối cảnh nuôi tôm cực kỳ khó khăn, mỗi con tôm thẻ là tôm xuống, đó là dịch bệnh ôm ớt teo gan trống ruột ruột và kéo dài cho tới ngày hôm nay. Thì nhờ những cái giải pháp, những cái biện pháp mà trong thời gian qua thì bà con cũng có những thành công nhất định. Và tới ngày hôm nay thì chính thức là công ty Tâm Việt chuẩn bị ra mắt cho bà con là cái quy trình nuôi tôm thẻ chân trắng đúng nghĩa cho nó, nuôi cho nó thành công. Thì bà con biết rằng là cái mô hình mà nuôi tôm mà tôm sú, tôm thẻ chân trắng hiện giờ á, toàn là cái hệ thống nuôi ao tôm sú chuyển qua nuôi tôm thẻ, mình nuôi đại vậy thôi, chứ hoàn toàn mình không biết được cái đặc điểm sinh học của con tôm sú và con tôm thẻ nó khác biệt chỗ nào để mình thiết kế là cái mô hình nuôi tôm. Cho nên á, vào những thời kỳ đầu của ngày nuôi tôm thì mình nuôi tôm rất là đúng, tại vì thuận lợi là đúng rồi. Nhưng mà trong quá trình nuôi bắt đầu nó xuất hiện những cái khó khăn. Thí dụ như bà con thấy á, là nước nó đục, nuôi tôm thẻ là thường xuyên nước đục. Là những cái vụ sau đó, hồi xưa mình nuôi là ao đâu có nhiều màu nước đâu, nhưng mà những vụ sau mình thấy ao có vận nước á, nước bắt đầu nó đục lên là nó đẩy tảo về phía khoảng chừng 20 giờ chiều. Đó là những cái đặc điểm khó khăn mà của con tôm thẻ mang tới. Rồi hồi xưa mình nuôi tôm á, là nuôi tôm thẻ là mình cứ thả xuống vậy thôi, mình cho ăn ào trúng. Nhưng mà bây giờ thả xuống cho ăn ào cái trúng gió. Cho nên là ví dụ như bà con thấy thắc mắc tại sao là tôm đang ăn mạnh gì đó, tôm gan đẹp, đường ruột đẹp, đang ăn mạnh gì đó mà cho ăn mạnh cái sáng trăng được cái trưa thăm gió, cái cho một hai anh rớt, rồi chiều cái rớt thêm, rồi chuyển qua teo gan trống ruột cấp kỳ. Bệnh gì ngộ vậy, bệnh gì lạ vậy? Thì song song với việc tìm ra những cái hoạt chất mới, những cái sản phẩm mới của Tâm Việt để đáp ứng vô cái bệnh học, thì song song đó là kỹ sư của Tâm Việt đi xuống ao khảo sát là cái hệ thống ao, và mình phát hiện ra được những cái lỗi trong cái thiết kế ao của cái ao nuôi tôm thẻ và ao nuôi tôm sú. Và cái đó nó dẫn đến là cái hiện tượng là tôm thường chết sớm. Những cái chết mà ví dụ như tôm đang ăn xung mà bị bể gan bể ruột chết là do cái hệ thống thiết kế của mình thôi, chứ không phải là do cái bệnh. Thì do đâu là vậy thì bắt đầu mình tìm hiểu tiếp. Thì bà con biết rằng là cái vùng đất mình nuôi tôm tính theo thời điểm ngày nay là cũng gần mười mấy năm rồi. Mà bà con biết là mười mấy năm nuôi tôm thì bao nhiêu tấn hóa chất, bao nhiêu tấn mà thuốc mình dùng xuống cái ao tôm mình. Thì trong quá trình mình nuôi á, là bắt đầu mình dùng thuốc giải độc này kia nọ, mình nuôi mình thả con tôm thấy nó sống. Nhưng mà càng ngày mình thấy ao mình nuôi càng ngày càng khó. Lý do là cái khi mà cái những hóa chất, ví dụ như clorin nè,
thuốc diệt giáp xác là xuất phát từ cái thuốc từ sâu, phải không? Thuốc diệt của thuốc giáp xác, rồi thuốc diệt tảo là nó xuất phát từ cái thuốc diệt cỏ hoặc là đồng xuân pháp. Cái thuốc mà bà con thường thường xịt cỏ ở ngoài ruộng và xịt trái đó là thường thường người ta đem vô làm thuốc diệt tảo, nó không có chết, đánh đâu chết tôm chết cá đâu, đánh hàm lượng nhẹ thôi. Nhưng như vậy thì những cái hóa chất này bắt đầu nó tồn luôn ở dưới đáy ao, nó tạo ra một cái hệ phức. Thì mình khi mình lấy nước vô mình xử lý, mình ém đáy thì nó bình thường, không chuyện gì xảy ra hết. Nhưng mà khi mình nuôi, cái chuyện nó bắt đầu nó xuất hiện. Tùy theo mật độ nuôi mà nó xuất hiện sớm hay muộn. Là tại vì là một cái độc chất, thì khi mà nó ở cái dạng tồn lưu thì nó gây kích ứng cái hệ thần kinh, gây stress, làm giảm cái hệ miễn dịch, mới tạo điều kiện cho cái vi khuẩn có hại là mầm bệnh, là virus nó tấn công và gây ra bệnh nuôi tôm. Như vậy thì khi mình nuôi tôm, mình cải tạo ao đàng hoàng bình thường thì mình thả con tôm xuống, mình nuôi không thấy gì hết. Nhưng mà phải chừng 20 mấy ngày bắt đầu tôm ăn sung. Rồi bây giờ cái chuyện của mình nó xảy ra. Khi con tôm thẻ ăn sung, bà con biết rồi, đặc điểm tôm thẻ là nó sống ở 3 tầng và ảnh vui. Ảnh tới cái ảnh vui. Đùng một lúc hàng trăm ngàn công nhân mà nó vui xuống cái đáy ao thì những cái độc tố nó bắt đầu nó có cơ hội nó bật lên. Thì những độc tố đã bật lên nó xuyên xâm nhập vào cơ thể con tôm và gây ra stress, gây ra nhiễm độc. Và mình thấy rằng tại sao tôm nó đang mạnh mà nó bị chết, đâu có triệu chứng bình thường đâu. Và đối với là những ao mà độc hơi vừa vừa, còn những ao mà độc nặng á thì chuyện gì sẽ xảy ra? Trong quá trình mình nuôi tôm á thì trong quá trình mình nuôi tôm á là cái có những cái độc nó xuất hiện trong quá trình nuôi, thí dụ như khí độc là H3, tảo độc, cái tảo nó chết đi và nó gây ra tiết ra chất độc, nó nằm ở đó. Thì quá trình mình sử dụng cái thuốc giải độc á, thì mình thuốc giải độc là nó hấp thu khí độc, ví dụ như cái Yuka nó hấp thu cái khí độc nó đem xuống đáy, nó nằm đó. Cái gì nó cũng hấp thu, nó gom, nó đem xuống nằm đó, là những cái loại mà cái thuốc hấp thu cái khí độc. Thì đùng một cái mà con tôm bắt đầu khi nó lớn lên tí xíu là nó vui, thì độc tố cũ và độc tố mới nó cùng nhau nó bộc phát lại môi trường. Thì lúc này cái hiện tượng bún rớt, cái mình đổ thừa là tôi mới bị ông kia thuốc ngày qua đi nhậu bún bài chặt heo kia, sáng rồi nó lại lấy chai nó thuốc, vân vân. Còn là ngày qua đi nhậu ép nó uống quá, sáng rồi ghét thuốc. Nhưng mà thật sự không phải vậy, cũng có thì hợp thuốc nhưng mà không phải nhiều. Nhưng mà cách giải thích như thế này nó sẽ rất là trọn vẹn và mình hiểu được cái đặc điểm sinh học của từng cái đàn tôm và mình xây dựng lại cái quy trình nuôi tôm mình cho nó chính đáng. Vậy ngày hôm nay là công ty Tâm Diệt sẽ đi hệ thống hóa lại cho bà con từ cái khâu chuẩn bị ao nuôi, là mình thiết kế lại cái ao nuôi. Lần á là cái thời kỳ đầu nuôi tôm á là thường thường người ta cho ăn là 100.000 bót á, là cho ăn 3 kg thức ăn. 100.000 thời kỳ đầu nuôi tôm thẻ chân trắng và thời thả tôm CP á. Nhưng mà bây giờ bà con cũng hiểu được nhiều rồi, nhưng mà bà con chưa nắm được cái tốc độ tăng trưởng của đàn tôm, cái khả năng đáp ứng cái tiêu hóa của đàn tôm mình như thế nào, cho nên mình vẫn còn một số cái rủi ro. Ví dụ như tôm 30 mấy ngàn mình vẫn thấy gan đùi ruột đẹp, mà thời tiết hơi xấu là cái mình cho ăn cắt rớt. Thì những cái phương pháp này sẽ cùng với bà con mình sẽ kiểm soát lại là 2 tháng đầu là cái vấn đề là tôm rớt sẽ hạn chế tối đa luôn. Như vậy thì bây giờ đối với cái ao nuôi bây giờ thiết kế lại, vì là con tôm nó sống 3 tầng, đặc điểm của con tôm thẻ là nó sống nó ưa vui, tuy ổng ăn vẫn ưa vui. Và con thấy là ao tôm trúng mà mình thải thức ăn qua cái mình đi rút đi xong là bựng lên là thấy lụm rồi đó, lụm mình sạch rồi đó. Nhưng mà những cái đặc điểm đó mà thời tiết bắt đầu mưa dập, mà mưa khó khăn gì đó, nắng nhiều thì mình cho ăn cứ dập dập, chỉ có phân tán thôi. Cho nên người ta định nghĩa tôm tôm sú là người ta định nghĩa là cái tôm phụ cơ, còn đối với con tôm tôm thẻ chân trắng người ta định nghĩa là một cái tầng hữu cơ. Và cái tầng này nó sẽ lớn nó dần dần và nó nhiều lên, nó ức chế luôn cái tảo, gây khó khăn cho dịch bệnh. Một đặc điểm nữa đối với lại con tôm thẻ mình nuôi á là cái lượng chất thải nó gấp 3-4 lần theo tôm sú.
Nếu 100.000 con số phòng thử ăn, con số ăn 100.000 bà tắn, nếu mà về bà tắn thì ăn cả chừng 7 kg, 7 kg rưỡi một cử. Còn tôm sú là phải chừng ăn 30 kg tử, nó gấp rất là nhiều lần, cho nên cái lượng chất thải nhiều lần. Không phải con tôm thẻ chân trắng mà nó ăn nhiều hơn con tôm sú, vì là con tôm thẻ chân trắng là có cái tốc độ tăng trưởng nhanh hơn con tôm sú, cho nên ông ăn nhiều, ông mới lớn nhanh. Tôm sú phải 4 tháng người ta mới về 3 mấy con, còn anh này mà anh chịu lớn cái là 4 tháng, 3 tháng là cũng về 30 con rồi. 2 tháng là tôm xịn xịn, 2 tháng là về 60 con một sớt, cho nên là ảnh ăn cái lượng rất là nhiều, tiêu hóa rất là nhanh. Và bà con biết á là sau khi mà cái bên kỹ thuật của Tâm Việt á tìm hiểu rất nhiều và tổng hợp được một cái cuốn nhỏ xíu nữa nè, Đi Kiếp Võ Công Hàng Năm Trời, cái này là gọi là Cũ Âm Chân Kinh, ngày tầng thứ 99 này. Thì trong đây có một cái bài mà gọi là cái bài Balance. Cái bài này Tâm Việt bắt đầu là thiết kế ra để đi xử lý những tình huống là ao tôm thôi. Ví dụ như có những ao như ao chú là ví dụ như bây giờ bị tảo độc, chú cắt tới cắt lui mà không hết. Bây giờ ví dụ như kêu nhân viên Tâm Việt vô muốn xử lý ao chú phải có một cái giải pháp cân bằng. Rồi hả, mình hả muốn quýnh thì quýnh, chứ quýnh thuốc quá chất vô nó sốc thêm. Hoặc là tôm bị teo gan trống ruột ruột, mình biết đó là do khuẩn đó, nhưng mà quýnh diệt khuẩn vô thì sao? Em thấy 90% mà tôm mà bị teo gan trống ruột ruột do khuẩn á, quýnh diệt khuẩn vô là bữa sau lên hàng 3 liền. Mà nói cái vô cái hàng 3 nhà mình chứ không phải về hàng 3, không phải về 30 con ký nghe. Quýnh là lên hàng 3 liền. Cho nên là mình phải có một cái bài gì đó mình quýnh để mình cân bằng lại cái môi trường. Và cái bài này gọi là Balance, là tiếng Anh gọi là Balance, tiếng Việt gọi là cân bằng 24 giờ. Thì bà con đánh dạng cái là trong vòng 24 giờ là môi trường mình trở lại đẹp. Cái khi mà cái bài này, khi mà thí nghiệm làm ở bên Bình Đại á, là có những ao mà bị tảo nhiều nè, rồi những ao mà bị nước đục, thì khi sau khi đánh về rồi á là cái nước ngày hôm sau nó giảm đục lại. Có ao của người ta xài siêu lắng ngày 3 cử luôn, khi quýnh cái bài này xong rồi thì người ta xài ngàn cử rồi. Cái đặc điểm là tôm ăn mạnh lên. Có những ao á là cái thân á là hồi đó giờ không thấy trong gió, nhưng mà đánh cái bài này xong rồi nhìn thấy thân nhóc trong gió luôn, tôm bú mạnh. Rồi một số ao nó đo được á là cái khí độc á NH3 giảm, đặc biệt là một số ao nó đo NO2 giảm luôn, từ 3 mà nó về 0.5 trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Và mà mình đánh vậy á là ngoài hôm sau mình xử lý những cái hóa chất nó nhẹ nhàng lại, tôm nó khỏe lên. Thì cái cách là đánh như thế nào là 5 giờ chiều là mình dùng cái bill lock với 1011 kết hợp với đường viên. Cái đường viên thì hầu như là tất cả đại lý mà của Tâm Việt đều có hết luôn. 1011 khoảng chừng 100 gram, bill lock khoảng chừng 200 gram, đường viên nửa ký đến 1 ký tùy theo độ pH. 5 giờ chiều mình kết hợp đó, mình rải. Thì trong cuốn này nó có cái bài đó, thì mình về chịu khó mình lật ra là cái mình lụm mà. Đây là cuốn này nè, nó có đây nè. Tới 8 giờ tối mình đánh một liều nano 5000 này nè. 8 giờ tối mình đánh khoảng chừng nửa ký nano 5000 cho 1000 khối. Thì nửa tiếng đồng hồ sau, có hai cách. Một là mình đánh một gói nano can này, hoặc là nếu nano can 168, nano can bao thì mình đánh 5 ký, nửa tiếng hồi sau mình đánh nó xuống. Là 4 giờ sáng mình đánh lại cái liều vi sinh y chang hồi giấc 5 giờ chiều mình đánh, thì sáng lại là bắt đầu mình nhìn thấy màu nước đẹp. Thì sau khi người ta đánh vậy rồi sáng thấy là thấy nước nó trong hơn, tôm ăn mạnh hơn, đo tới giấc 20 ngày rồi cứ 5 ngày nó cũng nhát tới 2 tháng. Như vậy thì cái chi phí mà sử dụng thuốc bắt đầu nó giảm lại, đại tí bắt đầu la lên, doanh số giảm. Nhưng mà đổi lại là cái môi trường mà con sẽ ổn cực kỳ luôn. Thì cái bài môi trường trước giờ mình cứ đánh là ít ngày đánh giải độc, ít ngày đánh vi sinh, ít ngày đánh khoáng, mình cứ gom lại cứ balance quất một đêm vậy thôi, ban ngày đi nhậu khỏe chỉ cho tôm ăn thôi, mình chuyển hướng hết mình đánh. Như vậy thì cái vụ này
mình bắt đầu nè, về mặt mà ao nuôi thiết kế lại thì mình gắn hệ thống hút đáy. Thì nếu mà cần hỗ trợ về cái thiết kế như thế nào thì nhân viên công việc sẽ tới hỗ trợ cho bà con thiết kế tùy theo cái ao nó dài nó ngắn, tùy theo của anh là nó dài nó ngắn thì nó gắn là một hố hay hai hố ha. Rồi sau đó là mình đánh xử lý và mình định kỳ bằng bài balance này trong quá trình nuôi. Song song đó có một bài nữa là mình phải theo, mà hiện giờ đó Rí đang theo đuổi cái bài trang này đó là rất là lâu, từ năm 2004 tới giờ. Thì bà con biết là cái trào lưu mà nuôi tôm năm 2003-04 là cái dịch bệnh đốm trắng rất là mãnh liệt trên con tôm sú. Thì lúc đó là ông thầy Phạm Văn Tình á, là giám đốc trung tâm hướng ngư trung ương phía Nam á, cùng với tập đoàn Robert Thái Lan là làm cái bài trang, làm cho bài trang trong tháng đầu tiên. Khi công ty đưa vô áp dụng cái hệ thống đại lý khách hàng thì cái bệnh mà đốm trắng giảm rõ rệt luôn. Tại vì con tôm khi ăn sung lên đưa ra chất thải nhiều là nó bị liền. Cho nên là sau này khi mà cái dịch bệnh ôm ếch, dịch bệnh chết sớm nó xuất hiện thì tâm diệt bắt đầu là nghiên cứu rất là sâu về cái bản cho ăn này. Và trên thực tế là trong vài năm qua tâm diệt đi áp dụng vô cái vùng nuôi á, là cho ăn theo cái bản này thì thấy là cái hiện tượng mà chết do cái virus nó giảm đi rất là nhiều, chết do gan tị đường ruột giảm đi rất nhiều, phân tán giảm đi rất là nhiều. Có nghĩa là mình dùng cái bài trang này á, vừa giảm cái chi phí mà vừa giảm luôn cái rủi ro. Nhưng nó có một cái đặc điểm á, là cái tỷ lệ cho ăn nó thấp hơn so với lại cái hiện tại bà con cho ăn, cho nên là mình thấy tốc độ tăng trưởng con tôm nó không có vượt bậc. Tùy theo, như vậy thì tùy theo tình hình thực tế của từng đàn tôm mà mình có thể tăng hay giảm theo cái trang này. Thì hiện giờ là Rí đang áp dụng cái máy ao bên Bình Đại á, là theo bản trang này thì nó đưa ra cái tốc độ phát triển là cũng tốt luôn. Một tháng về 300 con, hai tháng về cũng trăm, từ 100 đến 120, 80 cũng có. Tùy theo cái thời tiết. Thì, nếu như á, đây là cái bản trang. Cái này á, là áp dụng cho 100.000 con tôm giống. Thí dụ như mình thả về 150.000 thì mình nhân 1.5 lên. Thì 10 ngày đầu tiên là mình cho ăn cái ngay chọn cái vị trí số 0 á, là mình cho ăn Actinic khỏi ăn thức ăn số 0. Rồi bắt đầu từ số 1 mình thối chuyển đổi số 0 số 1 với Actinic số 1 Actinic. Như vậy thì cái bản cho ăn này á, nó ăn là thấp hơn khoảng chừng 20-30% cái lượng cho ăn thông thường của mình hàng ngày. Và có một cái điều gì nè, bà con mình nuôi tôm á, là thường á là cho ăn á là tới 20 mấy ngày bắt đầu canh gió rồi, lúc đó tôm ăn được cực kỳ luôn, ăn không kiểm soát luôn, ăn xong rồi qua mấy ngày sau điện thoại tôm tao nay bị teo gan rồi, tôm nay bị đứt đường ruột rồi. Cho nên mình phải kiểm soát cái ăn nó lại, kiểm soát cái ăn nó lại. Thì mình trong tháng đầu là bà con nên cố gắng là cho ăn theo cái bản này, mặc dù tôm mình ăn rất là sung, cho ăn theo cái bản này. Tháng thứ hai từ ngày 31 cho tới ngày 60 mình cho ăn là khoảng chừng 80% cái lượng ăn tối đa cho nó thôi, để mình tập trung mình cân bằng môi trường. Thì con tôm nó vẫn đảm bảo tốc độ tăng trưởng, không có thiếu thức ăn mà sợ. Tại vì sao? Khi mà con tôm á, nó ăn thiếu á, nó sẽ ăn lại cái vỏ lọt, nó ăn lại những cái xác hữu cơ. Bà con biết là cái đường ruột con tôm rất là rắn. Nếu như cái trong cái thức ăn mình á, trộn dinh dưỡng, trộn men đầy đủ, thì khi mà cái phân nó đưa ra ngoài á, thì nó vẫn còn một lượng dinh dưỡng đó, nó có thể tái sử dụng lại. Tôm nó ăn tạp mà, cho nên mình ăn thiếu không có thiếu thức ăn, mà mình ăn đủ là ăn dư thức ăn đó. Cho nên ổng sẽ tái sử dụng lại những cái nguồn hữu cơ sẵn có trong ao, vừa giảm FCA. Rồi tùy theo tốc độ tăng trưởng con tôm mình điều chỉnh lại cái lượng thức ăn sau này. Thì 2 tháng đầu tiên mình cân chỉnh cho bằng được cái gan, cái đường ruột, cái cho ăn và cái môi trường. Bà con biết rằng á, mình nuôi tôm nuôi con tôm thẻ là cái mật độ rất là cao. Hồi xưa mình nuôi tôm sú
20 con đã thấy cao rồi, 30 con là quá cao rồi, bây giờ mình nuôi cách 100 con mét vuông rất là cao rồi. Cho nên là cái nhu cầu về khoáng, nhu cầu về cái oxy hàng ngày nó đều lớn. Mà mình cứ mình cái môi trường mình chưa có cân bằng về khoáng, mình chưa có bổ sung khoáng cho nó nhiều thì mình cứ cho ăn nhiều nó bắt nó lột, nó tăng trưởng, nó hấp thu cái khoáng môi trường không kịp thì lúc này cái hiện tượng lột chúng vỏ xuất hiện, lột không hoàn toàn tại vì đâu có đủ khoáng đâu. Thành ra bà con thấy là tôm mà thường ba mấy ngày thường thường lột dính vỏ là một phần do mình chưa đáp ứng đủ hết cái hàm lượng cho ăn á. Có nhiều ông háo thắng bán cho ăn rồi, ăn theo cái bài tâm việt ăn 7 kg. Không, trời ơi, ông kia ông nói trời ơi tôm tôi đang 15 kg rồi, ông ăn 7 kg rồi. Ông cứ cài nhau lên nó, tôm ông kia ăn 15 kg mà thiếu tay mất 7 kg 7 kg hoài à. Xong 2 ngày sau quýt trận mưa, 2 ngày sau thằng kia thổi đèn còn à, còn bên kia kêu lái tới kỹ sư tới nhoi thôi. Cái cuốn mà cẩm nang nuôi tôm này á là có một cái phần mà bà con nên thuộc lòng. Cái phần ở chỗ quản lý trang này nè là nên thuộc lòng, nằm lòng luôn. Ví dụ như thời tiết mưa nhiều là cho ăn từ 60-70% cái lượng thức ăn là tối đa thôi. Nếu mà cái mưa dồn dập luôn, nếu mà mưa dồn dập mưa lớn là không cho ăn luôn. Đang trộn thức ăn một thao đó, ông trời mua âm đem thao thức ăn này cho gà ăn ngon hơn cho tôm ăn. Tôm ăn là nhiều khi mình băng hè luôn đó. Thời tiết nắng nóng oi bức cho ăn từ 60%, đặc biệt là khi mà thời tiết nắng nóng á, nhiệt độ cao mà ổng ăn bà cố luôn, ăn 10 kg ăn lên 12 kg cũng hết nữa. Tại vì cái đặc điểm con tôm là nó biến nhiệt á, nhiệt độ cao ổng sung ổng hoạt động lên. Ví dụ như nhiệt độ là nuôi tôm thích hợp là từ 28-32, tương đương môi trường mình đó là khoảng chừng từ 26-33-34 độ C á. Còn nhiệt độ môi trường mình dưới 26 là mình nên giảm thức ăn lại. Tại sao? Tại vì cái địa nhiệt á, tại sao môi trường nhiều khi mình thấy ở trên đây mình lạnh mà mình lội xuống ao mình ấm, mình thấy nóng mình nhảy xuống nước mát là do cái địa nhiệt nó cân bằng, nó nằm ở cái khoảng đó chứ không phải là mình thấy ồ sao trên đây lạnh mà dưới nóng, không phải vậy. Địa nhiệt nó tiết ra, cho nên là trong cái nhiệt độ mình trang á cũng ảnh hưởng rất là nhiều. Đặc biệt là hồi năm rồi á là nhiều ao trang lên 16-17 kg mà thu lên có tấn mấy, ăn thằng nào ăn thằng luôn. Người đó mà rồi á là bắt đầu mình trang nữa nè. Khi mà con tôm ăn đỉnh điểm tối đa, ví dụ như ăn lên 20 kg 20 kg ăn suốt 4-5 ngày liên tục luôn là mình biết đó là điểm đỉnh tối đa, nó lên đỉnh rồi đó, thì mình sẽ mình cắt từ 40-50% lượng thức ăn. Ví dụ như đang ăn 20 kg đó, cứ mạnh dạn cắt 10 kg đi, ngày hôm đó ăn 10 kg 10 kg 10 kg, rồi ngày hôm sau lên 15, ngày hôm sau lên nữa là 20, thì như vậy là cái tốc độ con tôm nó sẽ vượt lên, là một con tôm sẽ ăn lên 23-24 kg luôn. Là chúc bà con là từ đây tới vụ mùa cuối năm là cứ vụ kiếm dài sĩ, vụ kiếm 200-300 vậy thôi, đừng kiếm nhiều, làm chừng 200-300 triệu, làm chừng 10 vụ vậy nghỉ, đừng nuôi tôm nữa. Đúng không ạ? Rồi chắc là theo lý nghĩ là bao nhiêu kiến thức này cũng đủ rồi. Tại vì là ở đây Vũ Linh cũng tới lui với bà con rất nhiều, rồi bà con cũng hiểu nhiều về tâm việt. Thì song song những cái bài cơ bản này á, là hy vọng bà con về á, là mình áp dụng. Còn những cái mà phát huy thêm á, rồi Vũ Linh hoặc là Nam nó tới nó hỗ trợ cho bà con thêm. Và kính chúc quý bà con là một năm mới, là vụ mùa mới là thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn.
xin hát bài ca khúc Đắp Mộ Cho Cuộc Tình. Và chương trình ngày hôm nay thì Thúy sẽ là MC chính, tại vì MC phụ á, Trấn Thành hôm nay đi vắng, Trấn Thúy sẽ thay thế. Thì quý bà con nào có tinh thần văn nghệ thì xin cùng với đăng ký ở phía phòng máy. Nên nhớ là ở đây mình hát không kèn nha. Ai đăng ký trước hát trước là ai mà giữ chữ hát trước cũng được. Xây dựng một bắt đầu yêu người. Với lại nhắn là Nam ơi mày đi đi luôn đi nhé. Đã lâu rồi đôi đứa gắn bó.